Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một dự án là Lindalist nhận 900 token LLC nha tất cả anh em. Để tham gia hôm nay, bạn cần click chiếu phần link mô tả dưới video của mình, mở Telegram sẽ tắt chatbot nè bạn. Rồi mình đã reset 900 LLC, 1 LLT khoảng 0.0225 UTT. Có ngày được xây dựng trên nền tảng chuỗi mạng BNB Smart Chain các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên của mình cho kênh group của Zalo nữa các bạn. Cũng khá là cộng đồng tham gia dự án này các bạn. Rồi các bạn bắt đầu lên nè. Tiếp tục cần follow và tự quyết tăng 3 người bạn vào nữa các bạn. Thì tại Twitter thì các bạn theo dõi nữa các bạn. Mình rất là đặc biệt cái dự án này là để cái hình đại diện khá là bắt mắt luôn các bạn. Rồi bạn like nè các bạn. Các bạn chấp nhận với tự quyết nè. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Cộng mình hay cộng bố phu hay cộng lê du. Rồi tất cả các bạn test lại các bạn. Sau khi các bạn test lại thì các bạn mới up lên các bạn. Các bạn visit website là các bạn xem qua website các bạn. Các bạn phải nhấp vào xem các bạn. Tập feed Binance Chain không có gì hết trơn. Trên web này sẽ list sàn BankerKeySwap nè các bạn. List tin và sàn Lindalist nè các bạn. Giờ bạn mới đắp đây các bạn. Rồi các bạn bấm nhận feed detail nha các bạn. Tiếp tục bấm Don. Tiếp tục thì các bạn lên đường link và log file tờ Twitter của mình. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn bắt đầu lên. Bạn nhấp vào ba cái trên cùng nữa các bạn. Bạn nhấp vào hồ sơ nè. Bạn bấm vào ba cái trên cùng nữa. Bạn chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khai như tạm nè. Rồi các bạn bắt đầu lên các bạn. Các bạn bắt đầu. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn mở địa chỉ chút wallet của mình ra nè. Nếu các bạn gửi địa chỉ trên ví MetaMask thì các bạn nhớ mainnet cái chuỗi mạng BNB Smart Chain vào người ta các bạn. Rồi các bạn tìm địa chỉ Smart Chain nè. Bạn sao chép nè. Rồi bạn đếp. Bạn dán vào cái chatbot nè. Tiếp tục các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok. Balance chưa có nè. Tôi cần nó sẽ phân phối sau nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nhé.